run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache. Ơi, lại có đồng đội giúp cái này. Gấu ơi gấu, có đồng đội giúp pha cái này. Vâng, hello hello, chào mừng mọi người nha. Mừng mọi người đã quay lại kênh của tôi. Thì lại là tôi đây, tập 1 Sinetra này. Thì vẫn luôn là cái câu của hạnh phúc thôi. Và con mèo ấy đi ra. Má mày cứ thấy làm việc một phát là lao đầu vô như một con chim thân đồng. Ôi, đừng cướp bạn ơi, nhà mình nghèo lắm bạn ơi. Đừng cái pha như thế này ấy, mọi người nếu mà giữ lại được thì giữ, nhưng mà tôi khuyên thật mọi người nên bỏ ra nha, chứ đừng có tham. Nếu mà lao vào, mọi người sẽ có tâm lý là sẽ lao vào và tranh chấp với nó. Nếu mà hên thì lấy được, nhưng mà xui và vừa không cướp được mà còn bỏ mạng đấy. Bởi vì cái level 2 của Turen nó hồi chiêu 2 nó khá là nhanh và cái lôi điện của nó khá là đau. Đi ra. Rồi thì hôm nay làm cái clip này thì chắc như mọi người cũng đã biết là con vị tướng đi rừng của các bạn là gì rồi đúng không? Đó là vị tướng Nakaroth nha. Thì như giang hồ đồn thổi là Nakaroth mùa này quá là ghê và mọi người đánh quá là sợ Nakaroth. Thì hôm nay tôi sẽ làm luôn cái clip này và kiện thể luôn, có luôn cả Ari nữa. Ui, đập đây nha, đập đây này. Á, à, thanh niên. Với cướp quái của tao à. Ôi trời ơi, làm gì đây? Thôi, nhậu luôn con rồng nha. Thì tiện đây cũng luôn có thanh niên Ari nữa. Thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mà đánh được con Ari, đánh khắc chế Ari nha. Trên chỉ tôi gọi. Thôi, em đang làm bận. Em đang làm bận nên xíu trả lời sau vậy. Dạ, kêu cái gì? Rồi thì xin lỗi mọi người nhá, bởi vì cái con mèo thôi nó quấn đấy vào nè, nó đòi ăn đó. Nên là có tiếng vang vọng, mọi người thông cảm nhá. Thì đối đầu với vị tướng là Cross ấy, thì nếu mà về so kèo ấy, 5 năm ở map 5 năm này, ở map 1-1 thì tôi không hay cái đúng 1-1 thì tôi cũng không biết là map 1-1 thì nó có hơn hay không. Nhưng mà map 5 năm thì tôi đảm bảo với mọi người là vị tướng Sinetra là trên kèo Nakaroth nha. Kể cả Na mà hay ấy, mọi người nếu mà một người thua kèo Na thì mọi người phải luyện đánh Sinetra khá nhiều vào. Bởi vì mọi người nếu mà mọi người mới tập chơi Sinetra ấy, mọi người mà gặp ông Na kiểu tầm pro xíu là mọi người sẽ bị thua kèo đó thôi. Còn đâu nếu mà mọi người mà đánh đã chắc tay Sinetra rồi ấy, thì kể cả là úi giời, đây này dùng chiêu cuối này đó. Con Sinet này có cái chiêu cuối của nó ao con Na rất là dễ, và nếu mà mọi người đánh mắc binh ấy, thì mọi người sẽ dùng được cái chiêu cuối của Sinet để né được cái đần hất tung của con Na. Nếu mà con Na nó hay khắc chế mọi người theo cái kiểu là nó, nếu mà mọi người sẽ bị hay bị khắc chế Na, bị con Na khắc chế theo kiểu nó sẽ dùng chiêu cuối xong nó hất tung mọi người một cái, xong rồi dùng chiêu một hất tung mọi người lên cái nữa, xong là nếu mà ông nào Na đánh mắc binh rồi nó sẽ còn hất tung mọi người một đòn đánh thường tiếp theo nữa, nếu mà nhanh á đó. Nếu bạn nghĩa là nó sẽ hất tung được mọi người 3 lần, nếu mà ông Na nó đánh mắc binh nó sẽ hất tung được mọi người 3 lần thì mọi người sẽ hay bị chết cái kiểu đấy đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người đã dùng được chiêu cuối để mọi người né được cái hất tung của nó ấy, thì nói chung con Na không bao giờ có cửa. Còn đâu mà ông Na nào kiểu đấy là Na Pro thôi, còn đâu cái trường thợ đấy nó hữu lắm. Đấy, trời ơi, lại có một bạn thích video của mình nhờ kìa. Ít sướng. Đó là một trường hợp quá là hữu. Nói chung là đối với Na, mình với Na nếu mà muộn các bạn solo thua nó. Trường hợp solo thua nó đó là khi các bạn bị thua nó hẳn một đồ. Hẳn một đồ nha. Úi giời, Ari làm gì đây? Trận này gấu ạ, à? Gấu đè là gấu được ngang kèo Ari là gọi gấu đánh tốt phết đây này.
vừa mọi người cũng nhìn thấy là bạn gấu ở trong miền đó. Thì và đình mò me con tu len mà nó về bố rồi. Ôi ở dưới kia lại mất trụ rồi, sao AD lại đi lên trên giữa này làm gì ta, mấy ông này cứ lên tầm mấy phút này là bắt đầu tham mạng không mà bắt đầu bỏ trụ đi mà. Ui chuối chuối chuối, ui chuối, thanh niên hết mà nà, còn đòi cướp dẫy đi em ơi. Đó, đang không ganh được mạng tự dưng lại có thanh niên nó vào, thanh niên hết mà nà nhì vô. Ôi gấu ơi, vừa mới khen ông gấu xong hình như dường như tôi cứ khen ông nào phát là ông ấy nó sẽ như kiểu bị huy bốc bộ nhập vào. Ui ôi bây giờ tem bạn thì đợt này hội trận này thì tem bạn cố rỉa khá là gắt với ba cái chiêu, hai của Yudu là chiêu một của Joker và chiêu cuối của Tunen. Nói chung là tôi đánh Sinet này tôi cũng hơi ngán mà gặp con Tunen, bởi vì mấy con Tunen nó toàn chơi cái kiểu nó nấp đâu mà nó dình tôi, kiểu dình tôi hay có cái kiểu tôi đánh tôi để cho con Sinet này đấu máu ấy để cho nó di chuyển nhanh ấy, là nó sẽ ra nó dập điện cho tôi phát và nó lôi kiểu khi thẳng vào mặt tôi thôi. Nói chung là ghét cái kiểu đấy thôi, chứ Tunen thì chiêu cuối của mình vẫn out được cái chiêu cuối của nó, thì không phải sợ nha mọi người. Gặp Tunen thì mọi người cứ lao thẳng, mọi người đánh với nó chứ đừng có chạy, nếu mà có cơ hội lao được vào thì cứ lao thẳng với nó. Đấy, chạy đi đâu nữa mấy nó cái con mèo tôi đấy vừa mới nói xong. Lần này một thiêng thật sự luôn á, tao sắp cho mày một giềng với một cái xả ở đấy mèo ạ. Ngồi im mà đấy mọi người, thông cảm với con mèo mặt váy này nó cứ phá tôi này. Rồi thì về cái khắc chế của con Ari hôm trước tôi đã nói sơ qua rồi ấy, thì nói chung là khắc chế con Ari khá là dễ. Mọi người cứ lên cho tôi một cái đao truy hồn, xong một người né ra dùng chiêu 2 và một người ném vô. Nói chung là tí nó sẽ có pha thị phạm là tốt nhất. Vừa đấy ai ấm ai, ném ai, thanh niên này đáp sự vừa ấy ném lôi điệu vào mặt mình. Rồi thì nói chung là khắc chế của Ari mọi người chỉ cần lên đồ là có thể là đánh được với Ari thôi. Bởi vì là Ari nó hút máu như mình mà Ari nó đánh sát thương chuẩn, nó vừa đau nó hút máu nhanh ấy, nên mọi người sẽ bị thua kèo đó, kiểu quả đấy thôi chứ không có cái gì đâu. Mấy cái thằng nhìn nè, cái thằng nhìn nắc này múa ghê phết ta, thấy ảo ghê luôn á, rồi mãi không được nó luôn. Nhưng mà tí thì gì tôi cũng sẽ nắm được quần của nó, tôi thị phạm cho mọi người xem cách tôi đã đánh thằng nhìn nắc này. Bởi vì nắc với Sinet ấy mọi người, nói chung là một cái kèo nói chung là còn dễ hơn là Sinet với Mu. Sinet thì có thể là sợ Mu, nhưng mà với nắc thì không bao giờ sợ. Mẹ nó lại chạy kìa, gấu ơi bắt nó. À, đây này Ari mọi người cứ giữ khoảng cách nhá. Ui đâu còn rút bè lại đánh đó. Ari thì mọi người nếu mà muốn solo với nó cứ giữ khoảng cách thôi, nhưng mà cái thằng nắc này nó bay ghê quá, chạy. Ui nó vẫn còn hồi chiêu kìa. Ui thôi mất bố đấy rồi, cay thế. Pha đấy mất nội tạng chiêu 2, bởi vì pha đấy nó quá thời gian rồi. Nhưng mà đợi cứ múa đi xíu nữa tao sẽ cực quật mày, gọi một lúc nữa thôi. Rồi thì nói chung lại quảng cáo xíu là mọi người nếu mà ai chơi nền tảng TikTok thì có thể vào cho tôi xin một nút follow vào kênh TikTok tôi với nha. Tìm ở các cái video của tôi mới của tôi nha. Tôi các video ở trong đấy tôi sẽ đăng các cái video highlight của Sinet này, sẽ đăng vào đấy nha. Rồi thì với cả mọi người hãy vô nhóm của tôi nha, vào trang của tôi này, cho tôi xin một nút like fanpage này và vô nhóm của tôi nha. Còn ai chưa đăng ký kênh YouTube thì để có chơi event gì thì mọi người ai muốn giao lưu với event hoặc là có câu hỏi gì có thể liên hệ với tôi ở trong đấy nha. Bởi vì ở trong đấy sẽ nói chung là tôi sẽ trả lời hết ở trong đấy, và các event thì tôi sẽ cố gắng để tôi tích cóp để tôi tạo cho mọi người, cho người giao lưu với nhau. Rồi thì thôi, không, chương trình quảng cáo đến đây là kết thúc. Và nếu mà mọi người xem video này đến đây thì đừng quên cho tôi xin một nút like nha, và ai chưa đăng ký kênh thì hãy cho tôi xin một đăng ký kênh nha. Rồi thì đến đây là thôi, cái đấy quảng cáo kết thúc rồi đấy. Chương trình quảng cáo của chúng ta đã kết thúc, và chúng ta bây giờ bắt đầu
chương trình đi ép, nhưng mà trận này team tôi không có tanh, ép hơi khó. Nếu mà đánh Sinet đấy mọi người mà đi team 3 ấy, thì mọi người nên kiếm một bạn tanh nha. Nói chung là cần tanh hơn là cần trợ thủ. Tanh là được, cứ miễn là tanh là được, lao đầu lên là được để cho mọi người dùng chiêu nha. À, thanh niên này chạy đi. À, mày lại xem TikTok nhiều rồi. Đó, mấy thanh niên này múa ảo xem TikTok cái kiểu ảo ấy. À, rồi, gì đấy. Ôi, chuối nữa này. Aria, chạy đi đâu, rút về là được nha. Có chiêu 2 của con Sinet này, mọi người lưu ý là có thể rút về nha. Nên là mọi người rút về nó cũng khá là đau á. Và khi mọi người yếu máu thì rút về nó hồi khá là nhiều á. Có mọi người nhìn thấy tôi rút về cuối rồi thôi. Rút về toàn 100-200 máu đấy, không phải là sát thương cũng không phải là kém đâu. Đây, đại trụ đây rồi. Như cái pha này tôi đã ăn được một chip một kill thì chắc chắn là bây giờ đem bạn chỉ nát trụ với tôi rồi. Chứ mà bắt đầu tôi mở được cái đường ra thì tôi đẩy trụ rồi, đem bạn chỉ nát trụ. Nhìn đến tầm giờ 11 phút rồi, nói chung là 11 phút trận đấu với tôi, kể cả tôi đi cày thuê hay tôi ấy cái gì, tôi không muốn trận đấu của tôi quá 15 phút, rất ghét cái trận đấu quá là dài hơi, bởi vì con Sinet này đâu, về nét nó đánh vẫn tốt. Nói chung là mọi người hạn chế cho con Sinet về nét nha. Sinet về nét đánh vẫn tốt, nhưng mà nó sẽ yếu dần đi, bởi vì các tem địch nó sẽ, các con tướng nó sẽ có cái đồ khắc chế, bọn nó sẽ lên đao truy hồn này. Nói chung là khi bọn nó lên đao truy hồn này, đầu game bọn nó lên đao truy hồn thì không sao, nhưng mà thằng này chạy đi đâu. Đầu game bọn nó lên đao truy hồn thì không sao, nhưng mà late game thì nó sẽ lại là một cả một vấn đề nha. Sinet đó, rồi thì clip của tôi đến đây là cũng chắc cũng kết thúc rồi. Thì mọi người nếu mà muốn tôi phải làm về các cái build đồ hay là các cái yêu cầu gì thì mọi người có thể bình luận cho tôi ở bên dưới nha. Và nhớ đừng quên cho tôi một nút subscribe kênh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn mọi người ở các clip tiếp theo. Bye bye.